Lật tẩy thủ đoạn thao túng tâm lý ăn theo thông tin phòng chống tham nhũng. Quý vị thân mến, thao túng tâm lý là một thủ đoạn tinh vi và xảo quyệt của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị nhằm tác động tiêu cực đến dư luận. Để đối phó với những thủ đoạn này, việc nhận biết và phòng tránh chúng đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố tư tưởng và tâm lý của cán bộ đảng viên cũng như nhân dân, từ đó đóng góp vào việc thất bại kế hoạch chống phá của các thế lực đối lập và phản động hiện nay. Nhận diện các thủ đoạn tinh vi nhằm gieo mầm hạt giống tiêu cực vào tâm lý xã hội, đảo lộn đời sống tâm lý, tinh thần của nhân dân. Các đối tượng cơ hội chính trị danh mãnh đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, đúng lúc, đúng thời điểm, len lỏi vào từng người, từng nhóm xã hội nhằm lung lạc nhận thức, gặm nhấm tình cảm, điều khiển ý chí và hành động, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa. Thao túng tâm lý là một thủ đoạn điển hình như vậy. Thao túng tâm lý là cách thức ảnh hưởng tới tâm lý của người khác để chi phối, kiểm soát nhận thức, cảm xúc và hành vi theo một mục đích nhất định. Bằng cách lợi dụng các đặc điểm và quy luật tâm lý, cách thức này có thể điều chỉnh tâm trạng của con người theo hướng mà họ mong muốn. Cơ chế này thường thực hiện thông qua nhiều kênh tác động, nhưng phương tiện thông tin đại chúng là kênh phổ biến nhất. Bằng cách điều chỉnh số lượng, nội dung và cách truyền đạt thông tin, các đối tượng có thể kiểm soát và điều khiển suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của một số người. Ở Việt Nam, có khoảng 77 triệu người sử dụng mạng xã hội, chiếm 78,1% dân số, đến từ mọi lứa tuổi. Trong đó, người dùng Facebook chiếm 70,4 triệu người. Các thế lực thù địch và phản động sử dụng cơ chế thao túng tâm lý và các đặc điểm của mạng xã hội để kiểm soát tâm trí của con người. Có thể nhìn thấy một số hình thức phổ biến của thủ đoạn thao túng tâm lý mà các đối tượng đã và đang thực hiện. Việc truyền thông tin sai lệch, xuyên tạc và bịa đặt thông qua các trang web, blog và các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, YouTube, TikTok tạo ra những thông điệp gây rối loạn và xuyên tạc về các phe phái trong đảng, đặc biệt là sử dụng chiến dịch chống tham nhũng để gây nguy hại cho uy tín của các cán bộ và phá vỡ sự đoàn kết trong đảng. Các đối tượng thường xây dựng những câu chuyện mang tính thâm cung bí sử, phóng đại các sai lầm hoặc thiếu sót của một số cán bộ và đảng viên để gây kích động và tạo ra sự phản đối trong dư luận, từ đó thúc đẩy hành vi gây rối trật tự và an ninh. Việc lan truyền tin đồn, kích động và chia rẽ là một hình thức phổ biến khác. Bằng cách lợi dụng các sự kiện nhạy cảm liên quan đến việc chống tham nhũng và công tác nhân sự, các đối tượng cơ hội chính trị đã tạo ra những tin đồn không có cơ sở trên mạng xã hội để gây rối và gây hiểu lầm trong dư luận, khiến người dân mất niềm tin vào chính quyền. Những tin đồn này thường tác động mạnh mẽ vào cảm xúc và kích động nhóm người thiếu kiến thức hoặc chưa hiểu đúng để tạo nên sức mạnh phản đối. Hiện nay, các đối tượng cơ hội chính trị đã chuyển hướng chống phá với thủ đoạn tinh vi hơn rất nhiều. Chúng không còn sử dụng các thủ thuật kêu gọi đa nguyên đa đảng hoặc tung các luận điệu xuyên tạc như trước. Thay vào đó, chúng tận dụng triệt để các thông tin liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, việc xử lý các cán bộ vi phạm của đảng để từ đó tung vào các luận điệu mang tính đấu đá, phe phái tranh giành ghế, từ đó làm sai lệch quan điểm của dư luận về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng do đảng phát động. Đi đầu trong cách thức này là các đối tượng cơ hội chính trị như Thanh Hiếu Bùi, người buôn gió, Lê Nguyễn Hương Trà, cô gái đổ long, Lê Trung Khoa cùng gian phụ họa là các đối tượng như Hoàng Dũng, Nguyễn Văn Đài, trang mạng phản động Việt Tân. Chúng sử dụng các thông tin về công tác điều tra sai phạm của các tập đoàn kinh tế, các vụ án phòng chống tham nhũng trên truyền thông chính thống, từ đó bơm thổi các thông tin mang tính suy diễn, đồn đoán để kích thích sự tò mò của dư luận. Chúng triệt để sử dụng việc liên kết các thông tin không hề có liên quan, như việc sử dụng thông tin về quê quán của các cán bộ, lãnh đạo đảng để từ đó thêu dệt lên các phe phái mang tính vùng miền, hoặc sử dụng các thông tin liên quan đến nơi công tác, lĩnh vực công tác, từ đó vẽ ra các nhóm quyền lực với nhau. Nguy hiểm hơn, để thu phục được lòng tin của dư luận, các đối tượng cơ hội chính trị sử dụng chiêu bài tin mật về việc điều tra, bắt giam hoặc xử lý cán bộ để đưa thông tin sớm. Từ đó, khi các thông tin này được chính thức công bố, sẽ tạo ra mức độ uy tín của đối tượng đăng tải. Thật ra, việc đưa tin sớm này không đồng nghĩa các đối tượng cơ hội chính trị tiếp cận được nguồn tin mật nào cả. Đơn cử như vụ khởi tố bắt giam Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng, việc ông Nguyễn Duy Hưng được mời làm việc với cơ quan điều tra đã được giới thạo tin dâm gian từ trước. Việc một chủ tịch tập đoàn xây dựng với hàng chục dự án thầu, hàng nghìn tỷ đồng trải khắp cả nước, bỗng dưng hủy các lịch trình làm việc, không thể liên lạc nhưng không hề mất tích hoặc có lý do gì về bệnh lý, thì việc suy đoán có liên quan đến pháp luật là điều dễ hiểu. Thế nhưng, qua bàn tay nhào nặn của các đối tượng cơ hội chính trị, thông tin này trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều với hàng loạt chi tiết dạng thêm mắm, dạng muối, với kiểu tán phát thông tin dạng nhỏ giọt, để từ đó dẫn dắt dư luận rằng chúng có tin mật, từ đó giam dắt tin theo bất cứ thông tin nào chúng đưa ra.
và đó là chiêu bài các đối tượng dùng để dẫn dụ, mê hoặc hoặc thao túng tâm lý một số bộ phận dư luận hiện nay. Những thông tin luận điệu lan truyền trên mạng xã hội, dù người tiếp cận có bị thao túng hay chỉ xem đó là dạng nguồn tin tham khảo đi chăng nữa, cũng đều vướng vào những tác động rất thâm sâu từ đối tượng tung tin. Mục tiêu của thủ đoạn thao túng tâm lý này, dù xem xét dưới góc độ nào, tâm lý hay chính trị, trước mắt hay lâu dài, ngấm ngầm hay công khai, đều mang tính chất phản nhân văn, đi ngược lại những giá trị tốt đẹp của con người. Thực chất, đó là một trong những thủ đoạn của cuộc chiến tranh tâm lý, cuộc chiến chống lại con người. Mà ở đây, mục tiêu của chính chúng là chống lại công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực mà Đảng đã phát động nhằm chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng trong thời gian qua. Việc thao túng tâm lý dư luận, hòng làm lung lay, hiểu sai giá trị nhân văn trong công tác xây dựng Đảng sẽ gây ra những tác hại khôn lường mà cần thiết phải sớm cảnh giác, nhận thức, đấu tranh và chống lại các thủ đoạn thâm độc đó. Luật đất đai sớm đi vào cuộc sống sẽ tháo gỡ điểm nghẽn cho thị trường địa ốc. Quý vị thân mến, nguyên nhân chủ yếu khiến nhiều dự án bất động sản bị bất động là vì bị vướng mắc về pháp lý. Các địa phương cũng cố gắng thực hiện các thủ tục để dự án được triển khai, nhưng có những quy định không thể vượt qua. Có một thực tế ai cũng có thể chia sẻ, đó là nhiều cán bộ không đặt bút xuống ký để cấp phép cho dự án bất động sản vì sợ trách nhiệm. Tệ hơn là làm khó doanh nghiệp để vòi vĩnh, nhưng đa số là vì không dám làm trái các quy định của pháp luật. Cho dù với tấm lòng, trí công, vô tư, nhưng đụng tới pháp luật thì phải chuẩn. Cho dù quy định chưa phù hợp thì không ai có thể làm khác, vận dụng theo ý mình mà phải chờ đợi sửa đổi, bổ sung. Số lượng dự án bất động sản bị vướng mắc pháp lý nằm phơi nắng mưa, trải nhiều địa phương khắp cả nước. Doanh nghiệp bị thiệt hại nặng nề, lãng phí xã hội rất lớn, chỉ có luật mới khai thông được các điểm nghẽn. Luật đất đai đi vào cuộc sống, doanh nghiệp có căn cứ để kinh doanh, các cơ quan quản lý có cơ sở để thực hiện công vụ. Sự rõ ràng, minh bạch của các quy định pháp luật sẽ hạn chế tối đa những tiêu cực, thậm chí là tham nhũng. Người dân, doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, tranh thủ cơ hội để triển khai các dự án. Đối với các dự án nhà ở xã hội mà công nhân lao động nghèo chờ đợi, sẽ được rộng cửa để tham gia thị trường. Những quy định của luật đất đai được các chuyên gia pháp lý, các nhà quản lý, doanh nghiệp đánh giá là cơ hội cho thị trường bất động sản phát triển trong ổn định và quan trọng hơn là quyền lợi của người tiêu dùng được đảm bảo. Tuy nhiên, để luật đất đai nhanh chóng phát huy hiệu quả trong đời sống, đòi hỏi bộ máy hành chính cải cách mạnh mẽ với đội ngũ công chức theo kịp cái mới, tư duy phục vụ mới. Không chỉ thị trường bất động sản được hưởng lợi, vì khi các dự án cũ được tháo gỡ vướng mắc, dự án mới hình thành sẽ kéo theo nhiều ngành nghề khác phục hồi. Sắt, thép, xi măng, sơn gỗ, nội thất có thêm thị trường tiêu thụ. Các dự án bất động sản thu hút lao động, thêm nhiều người có công ăn việc làm ổn định xã hội. Có một điều phải kiên quyết, trước đây không ít cán bộ không làm việc vì sợ sai. Nhưng khi luật đất đai có hiệu lực thi hành, quy định pháp luật đã rõ ràng. Nếu ai không làm sợ trách nhiệm, chuyển hồ sơ doanh nghiệp như chuyển bóng thì phải xử thẳng tay. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của Tin Nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.